Ok, đây là mẫu mạch lo kéo DB ha, HA8622 ICCS8676, công suất 40W đến 80W cho lo 3 tắc đơn hoặc là 2 tắc đôi. Ok chưa? Mic volume, echo, test bass volume, Bluetooth đầy đủ ha, chức năng tơ VKS. Ok chưa? Cắm sạc 15V, mạch xoay bình ha, bên trong sản phẩm đây. Rồi, hai ngõ ra lo đây. Một bát một chép, bát này chép này. Ok chưa nè, lắp bình micro không dây đây, micro không dây 5V. Ok chưa, mic caser 5V Rear, lắp cực kỳ đơn giản luôn. IC công suất IC CE 8676 40W đến 80W.